tám. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đến với cái bài số 5 trong đề vòng 2 VMTC lớp 3. Đề bài như sau: trong một chiếc hộp thì có 9 tấm thẻ được ghi các số này: 11, 20, 25, 27, 42, 45, 49, 54, 58. Ba bạn Bắc, Trung, Nam theo một thứ tự nào đó. Có nghĩa là có thể Bắc rồi đến Nam rồi đến Trung, hoặc là Trung rồi đến Nam rồi đến Bắc, hoặc là Nam rồi đến Bắc rồi đến Trung, vân vân. Theo một thứ tự nào đó thì lần lượt lấy các thẻ từ trong hộp theo quy tắc sau. Bắc lấy tất cả các thẻ ghi số chẵn có trong hộp thời điểm lấy. Trung lấy tất cả các thẻ ghi số lẻ có trong hộp tại thời điểm lấy. Nam lấy tất cả các thẻ ghi số có tổng các chữ số là số chẵn trong hộp tại thời điểm lấy. Và biết rằng sau khi lấy thẻ, mỗi bạn đều có ít nhất một tấm thẻ và số thẻ của ba bạn là khác nhau. Hỏi bạn nào lấy thẻ đầu tiên, vì sao? Bây giờ trước hết là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng cái ý này. Bác lấy tất cả các thẻ ghi số chẵn. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ thấy là các khả năng của bác. Bây giờ thầy sẽ không ghi bác nữa mà thầy ghi là các thẻ ghi số chẵn. Ghi số chẵn. Các thẻ ghi số chẵn chúng ta sẽ có là 20, 42, đúng không? 54. Chúng ta cứ phân tích bình thường, bình tĩnh, từng cái ý như này, 58. Sau đó thầy sẽ liệt kê đây là các thẻ ghi số lẻ. Ở đây là bạn Trung, bạn ấy sẽ lấy các thẻ ghi số lẻ trong hộp tại thời điểm lấy. Nhưng mà mình chưa biết cái thời điểm đấy là thời điểm nào, nên là tạm thời là thầy liệt kê tất cả các số lẻ ra đã, các tấm thẻ số lẻ đã. 11 này, 25 này, 27 này, đúng không? 45 này, 49 này. Rồi bây giờ thầy sẽ có là các thẻ ghi số có tổng các chữ số là chẵn. Các thẻ có tổng các chữ số, tổng các chữ số là chẵn. Nào, tổng các chữ số chẵn 11, ok nhá, 1 cộng 1 là bằng 2. 20, 2 cộng 0 bằng 2. 25 thì 2 cộng 5 7 không được, 27 không được, 42 được này. Rồi 45 không được, 49 không được, 54 không được, 58 không được. Như vậy bây giờ thầy đã có liệt kê ra những cái tình huống như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta thấy một cái điều như sau. Thấy một cái điều như sau, đó là ba bạn này lấy không biết là theo một cái thứ tự nào cả, và chú ý là sau khi lấy ấy, thì mỗi bạn đều có ít nhất một tấm thẻ và số thẻ của ba bạn là khác nhau. Bây giờ phải chú ý đến cái chi tiết là mỗi bạn có ít nhất một tấm thẻ và số thẻ của ba bạn là khác gì, khác nhau. Như vậy nếu như bây giờ chúng ta sẽ phân tích là nếu như mà bạn Bắc lấy đầu tiên, sau đó đến bạn Trung lấy, hoặc là bạn Trung lấy, sau đó đến Bắc lấy, thì bạn Nam sẽ chả lấy được cái gì. Bởi vì nếu mà Bắc với Trung lấy đầu, lấy thứ hai thì cuối cùng là nó sẽ hết sạch luôn. Đúng không? Như vậy chắc chắn bạn Nam không được phép lấy cuối. Đấy là cái phân tích quan trọng, phân tích đầu tiên luôn. Chúng ta có thể lập luận ở đây. Nam không thể lấy cuối. Nam không thể lấy cuối vì khi đó Bắc và Trung đã lấy hết tất cả các số rồi, đúng không? Một bạn lấy số lẻ, một bạn lấy số chẵn, thì lúc này chắc chắn là không thể được cái việc đó. Một bạn lấy số lẻ hoặc lấy số chẵn thì lấy hết tất cả các số rồi, thì Nam không thể còn cái số nào để mà lấy. Như vậy đây là một cái phân tích quan trọng, tức là Nam không lấy cuối, như vậy Nam có thể lấy đầu, hoặc là Nam lấy gì, hoặc là Nam lấy thứ hai. Bây giờ chúng ta có thể xét từng trường hợp cũng được,
Hoặc là chúng ta bây giờ thầy giả sử nhá. Bây giờ cách trước hết là mình cứ phân tích, nếu như bây giờ đi thi mình cứ làm cái cách đơn giản nhất là mình xét trường hợp. Còn có thể là sau đấy mình trong quá trình làm mình tư duy mình phát hiện thêm những cái cách giải nữa. Đúng không? Thế thì bây giờ thầy sẽ xét trường hợp 1. Đó là Nam lấy đầu. Nam lấy thứ nhất. Vậy lúc này chúng ta sẽ thấy là Nam lấy mất số 11, 20 và 42. Thế thì khi đó nó sẽ chỉ còn lại là những số nào nhỉ? 11 lấy rồi, 20 lấy rồi, 42 lấy rồi, chúng ta sẽ chỉ còn lại là 25, 27, 42 lấy rồi, còn lại 45, 49, 54 và 58. Bây giờ sẽ rẽ ra hai nhánh. Nếu mà tiếp theo là Bắc lấy nhá. Tiếp theo Bắc lấy thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nếu mà tiếp theo Bắc lấy ấy, thì Bắc sẽ lấy các số chẵn có trong hộp tại thời điểm đó. Như vậy Bắc sẽ lấy 54, 58 và dẫn đến là còn lại là 25, 27, 45 và 49. Như vậy khi đó thì Trung sẽ lấy cả bốn số này. 25, 27, 45, 49. À, trường hợp này có vẻ vẻ ổn, đúng không? Trường hợp này có vẻ ổn. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là Nam lấy được 3 số, Bắc lấy 2 số và Trung lấy 4 số. Như vậy trường hợp này ok, để đấy đã. Bây giờ xét cái trường hợp sau khi Nam lấy thì không phải là Bắc lấy mà là Trung lấy. Chúng ta thấy là sau cái trường hợp này thì lúc này Trung sẽ lấy còn lại là 25, 27, 45 và 49. Đúng không? Và sau khi Trung lấy thì sẽ chỉ còn lại là 54 và 58. Và lúc này sẽ cho bạn Bắc lấy. Bắc lấy nốt 54 và 58. Như vậy thực ra là cái tình huống này thì khi mà Bắc và Trung nó lấy chéo nhau này thì nó không có gì cả. Tức là nó không bị ảnh hưởng bởi vì một bạn lấy số chẵn và một bạn lấy số lẻ. Như vậy đây cũng là một cái mà dẫn chúng ta đến một cái tình huống là chúng ta có thể lập luận là à, như vậy nếu như Bắc và Trung là lấy liên tiếp nhá, Bắc và Trung là lấy liên tiếp, tức là lấy thứ hai và thứ ba, thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là thực ra là Bắc lấy trước hay là Trung lấy trước không ảnh hưởng. Đó, cái phân tích đấy cũng có giá trị. Bây giờ mình sẽ thử tiếp cái trường hợp 2 này. Trường hợp 2 là Nam lấy thứ hai. Lấy thứ hai. Như vậy là lúc này chưa biết Nam lấy số nào cả. Thế bây giờ mình sẽ có trong cái này mình sẽ nhánh ra trường hợp là Bắc lấy thứ nhất. Bắc lấy thứ nhất. Hoặc là một cái trường hợp là Trung lấy thứ nhất. Đúng không? Đây nó có hai trường hợp. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đã có thứ tự rồi. Lúc này chúng ta sẽ suy ra là Bắc lấy thứ nhất, tức là Bắc lấy tất cả các số chẵn. Như vậy chúng ta sẽ có là Bắc sẽ lấy hết các số chẵn. Đó là 20, 42, 54 và 58. Sau đó đến Nam. Nam sẽ lấy những số mà có tổng các chữ số là chẵn. Nhưng 20 với 42 lấy rồi nên Nam chỉ lấy được 11 thôi. Và lúc này đến Trung. Tại thời điểm này chỉ còn lại các số lẻ. Và Trung sẽ lấy là 25, 27, 45 và 40 mấy, 49. Như vậy trường hợp này loại. Vì sao? Bởi vì số lượng các số của Bắc lấy bằng với số lượng các số của Trung lấy. Đây cũng là một cái rất hay này. Chúng ta thấy là có 9 số, đúng không? Có 9 số.
Đấy, nên là sau kiểu gì thì cuối cùng là có Bắc và có Trung thì kiểu gì cũng sẽ lấy hết. Chỉ quan trọng là anh Nam anh lấy như nào thôi. Nên là chúng ta thấy là trong cái tình huống này này, chỉ có Nam lấy được có một số này. Đấy, chú ý cái chỗ này. Lát nữa chúng ta có thể có một cái lời giải đẹp hơn. Bây giờ mình cứ làm tiếp. Đấy, nếu mà đi thi chúng ta phân tích như này là chúng ta đã làm được rồi. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ thấy là Bắc. À không, thầy xin lỗi, chỗ này là Trung lấy thứ nhất. Như vậy đầu tiên là Trung. Trung sẽ lấy toàn bộ các số gì nhỉ? Số lẻ, đúng không? Trung sẽ lấy tất cả các số lẻ. Như vậy là lúc này sẽ lấy hết các số lẻ. Đó là 11, đúng không? 25, 27, 45 và 49. Đấy. Thầy mới giải như này xong tí nữa thầy sẽ biết cách trình bày một cái lời giải đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà lời giải như này là thầy cũng đã được điểm rồi. Đấy, Nam. Chúng ta sẽ thấy Nam lúc này là sẽ chỉ lấy các số có tổng các chữ số là chẵn. Như vậy lấy mất 11 rồi nên Nam sẽ lấy 20 và 42. Và còn lại Bắc. Chúng ta sẽ thấy là Bắc chỉ còn lại là 54 và 58. Như vậy trường hợp này cũng sẽ loại. Rồi như vậy thầy đã xét tất cả các trường hợp và thầy thấy rằng là Nam không thể lấy thứ hai. Vậy Nam phải lấy thứ nhất, đúng không? Nam lấy thứ nhất và chúng ta thấy là lúc đó đề bài người ta hỏi rằng là hỏi bạn nào lấy thẻ đầu tiên. Như vậy chúng ta đã đi đến kết luận là Nam phải lấy thẻ đầu tiên. Vậy Nam lấy thẻ đầu tiên. Xong nhá. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là với cái cách làm này là chúng ta đã được điểm tối đa rồi. Tuy nhiên là thầy sẽ nghĩ đến một cái cách khác nữa. Cái bài này là thầy thầy cái suy nghĩ này nó rất là tự nhiên, đúng không nào các con? Nó rất là tự nhiên, chúng ta cứ liệt kê, chúng ta thử các trường hợp và chúng ta sẽ tìm ra một cái lời giải hay hơn. Đó, nên là bây giờ thầy sẽ có cách số 2. Cách 2 trước hết là thầy sẽ phải liệt kê lại cái đoạn này. Đó là các số chẵn, các số lẻ và các số có tổng các chữ số là chẵn. Đây, thầy có cái đoạn này. Thế bây giờ thầy sẽ lập luận như sau. Thầy lập luận cái đoạn này quan trọng. Ta thấy là Nam không thể lấy cuối. Nam không lấy cuối, nó giống với cái ý trên thôi. Bởi vì khi đó Bắc và Trung đã lấy hết rồi. Bắc và Trung đã lấy tất cả các số rồi. Bởi vì một bạn lấy số chẵn và một bạn lấy số gì? Số lẻ. Đúng không? Các số rồi. Ok. Bây giờ thầy sẽ phân tích này. Nếu như là chúng ta sẽ thấy rằng nếu Nam không lấy đầu, đúng không? Chúng ta thấy là cái cách giải ở trên này, nếu Nam lấy thứ hai, nếu Nam lấy đầu thì ok, nhưng mà nếu Nam không lấy đầu tiên, nếu Nam không lấy đầu tiên không lấy đầu tiên thì khi đó chúng ta sẽ có hai trường hợp là Bắc lấy đầu hoặc là gì nhỉ, là Trung lấy đầu. Vậy chúng ta sẽ có là Bắc lấy đầu. Bác lấy đầu tiên là toàn các số chẵn. Như vậy bác sẽ lấy được 4 số. Đúng không? 4 số. Và sau đó chúng ta sẽ thấy là Nam lấy 2. Thì Nam sẽ sau khi bỏ đi 4 số chẵn của Bắc. Bác lấy đầu bỏ đi 4 số chẵn thì Nam chỉ lấy được 1 số. Và lúc này suy ra Trung lấy 4 số và cái này vô lý. Loại. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái trường hợp nữa là nếu như Trung lấy đầu tiên. Trung lấy đầu. Thì lúc này rất hay là Trung lấy được tận 5 số cơ bởi vì Trung lấy toàn các số lẻ. Và sau đó Nam sẽ lấy được 2 số.
hai số. Và cuối cùng còn lại Bắc cũng lấy được hai số. Đúng không? Lấy được hai số. Và thậm chí là ở đây chúng ta có thể liệt kê ra hai cái số. Ví dụ như là Trung lấy đầu thì Trung lấy hết các số lẻ rồi, vậy thì Nam sẽ lấy được hai số là 20 và 42. Thế còn là Bắc sẽ lấy được hai số là 54 và 58, đúng không? Và cái trường hợp này cũng loại. Đấy. Như vậy. Vậy. Nam phải lấy đầu. Đến đây chúng ta có thể trả lời được câu câu hỏi rồi. Tất nhiên là chúng ta có thể đi chi tiết ra xem là bạn nào lấy số nào. Tuy nhiên đến đây là chúng ta đã thỏa mãn được đề bài rồi. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở đề thi tiếp theo.